kill. Mày đi sai cái kiểu như vậy. Tao thích đi kiểu đó đấy. Thì sao em muốn gì? Tao thích đánh nhau đây. Mày nhớ mặt tao nha mày. Là thằng nào dám đánh mày? Cái thằng mập mập cắt tóc giống thằng Banh ấy. Thằng đó tao muốn đánh nó từ lâu rồi. Hôm nay anh em mình đập chết nó. Đánh đập nó. Chúng nó kia anh em, giết nó luôn. Thằng kia đâu? Nó kia. Nó đang ở kia.
Mày nhớ mặt tao không? Mày nhìn mày làm của tao đấy nè.